mời cộng đoàn cùng lắng nghe hạnh các thánh ngày 31 tháng 12. Thánh tê đệ nhất Giáo hoàng. Khi nghĩ đến vị Giáo hoàng tê đệ nhất, chúng ta phải nghĩ đến sắc lệnh Milan, sự xuất hiện của giáo hội sau những năm tháng trốn tránh trong hang tọa đạo, các vương cung thánh đường như đền thánh Gioan Laterano, đền thánh Ferro, công đồng Nicea và các biến cố quan trọng. Nhưng hầu hết các biến cố này được hoạch định và xảy ra là nhờ hoàng đế Công Tăng Tin có nhiều truyền thuyết về con người Đức Giáo Hoàng vào thời điểm cực kỳ quan trọng này, nhưng rất ít sự kiện có thể xác định được về phương diện lịch sử. Chúng ta biết chắc là triều đại giáo hoàng của Ngài kéo dài từ năm 314 đến khi Ngài từ trần năm 335. Tìm hiểu ẩn ý của lịch sử, chúng ta biết chắc là không có ai ngoài Ngài là người có thể duy trì sự độc lập cần thiết cho giáo hội khi phải đối diện với nhân vật quyền thế là Hoàng đế Công Tăng Tin các giám mục thời ấy nói chung vẫn trung thành với tòa thánh và có lúc cũng phải xót xa cho Đức Sinvétte vì phải thi hành những chương trình quan trọng của giáo hội dưới sự thúc giục của công tăng tin. Lời bàn, khi đối diện với sự chỉ trích, một nhà lãnh đạo cần có sự khiêm tốn và can đảm để có thể nhường bước cho các biến cố xảy ra theo tiến trình của lịch sử, một khi sự khẳng định quyền bính của mình chỉ dẫn đến những căng thẳng và xung đột không cần thiết. Thánh giáo hoàng Sinvétte đã dạy một bài học quý báu cho các vị lãnh đạo giáo hội các chính trị gia, các bậc làm cha mẹ và những người có thẩm quyền. Lời trích Để nhấn mạnh đến sự liên tục của chức thánh, sách Nhật Tụng mới đây trong phần tiểu sử các giáo hoàng thường chấm dứt với con số thống kê quan trọng. Về ngày lễ thánh xin vét tê, sách viết, Ngài chủ tọa bảy lần tấn phong mà trong đó Ngài đã tạo được 42 linh mục, 25 phó tế và 65 giám mục cho một vài giáo phận. Quả thật, Đức Thánh Cha là tâm điểm của hệ thống bí tích trong giáo hội là yếu tố cốt yếu cho sự hiệp nhất của giáo hội. Suy niệm, năm 314, cha Sinvette đã được bầu vào ngôi vị giáo hoàng với tên là Sinvette Tê đệ nhất, thánh nhân có cái nhìn rộng, óc cầu tiến, ngài đã thay đổi nhiều chuyện trong giáo hội, tổ chức hội thánh cho có nề nếp, quy củ. Thánh nhân sửa đổi giáo luật, luật lệ, chú ý đặc biệt tới phụng vụ và các tổ chức nghi lễ. Thánh nhân khuyến khích, động viên hàng giáo sĩ và giáo dân xây dựng nhiều thánh đường trong số đó phải kể đến Thánh đường Thánh phê -rô tại Roma và Thánh đường Chúa Cứu Thế tại La Trang. Ngài là người kế nhiệm giáo hoàng Miti Adek và là vị giáo hoàng thứ 33 của giáo hội công giáo. Năm sinh của Ngài không được xác định, hình như Ngài được sinh tại Santa Lô và mất vào ngày 31 tháng 12 năm 335. Theo niên giám tòa thánh năm 1861 thì Ngài lên ngôi năm 314 và ở ngôi trong 21 năm 11 tháng. Nhiên giám tòa thánh năm 2003 xác định triều đại của Ngài bắt đầu từ ngày 31 tháng 1 năm 314 tới ngày 31 tháng 12 năm 335. Ngài được suy tôn là thánh và được tôn kính cả ở giáo hội Roma và giáo hội chính thống phương Đông. Ngày lễ kính của Ngài ở giáo hội Roma là ngày 31 tháng 12 và ở giáo hội chính thống là ngày 2 tháng 1. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn gia tăng lời cầu nguyện cho các vị chủ chăn và hằng vân phục các ngài. Suy niệm trích trong sách Lẽ Sống, ngày 31 tháng 12. Lẽ Sống Ngày xưa có một ông vua, tuổi đã quá ngủ tuần mà vẫn chưa xem được một quyển sách nào. Bộ sách mà ông thèm khát được đọc nhất là bộ lịch sử loài người. Nhưng khốn nổi, cuộc đời của ông, từ mái đầu xanh cho đến tóc điểm bạc, không lúc nào được rảnh rang. Đời ông luôn luôn sống trên lưng ngựa, nằm xương, gối tuyết trên bãi chiến trường. Này chinh phục nước này, mai ngăn chặn nước kia xâm lăng. Mắt ông chỉ thấy có gươm giáo và máu lửa. Ông rất ân hận vì chưa đọc được một trang sách của Thánh Hiền. Nay nước nhà đã hòa bình, ông muốn dành thời giờ còn lại để đọc cho kỳ được bộ lịch sử loài người, để xem con người xưa nay sống để làm gì. Nhưng tuổi ông đã cao, mà bộ sách lại quá dày. Biết sức mình không thể đọc hết bộ sách, cho nên nhà vua mới ra lệnh cho viên sử thần làm hộ cho mình công việc ấy. Với sự giúp đỡ của một bang gồm 50 người, viên sử thần mới bắt tay ngày đêm miệt mài đọc sách. Sau 10 năm cắm cuối đọc sách, viên sử thần đã có thể tóm tắt bộ lịch sử loài người thành 10 quyển sách và cho mang vào trình lên nhà vua. Nhưng vừa nhìn thấy 10 quyển sách và đo lường tuổi tác của mình, nhà vua lại cảm thấy không đủ sức để đọc hết bộ sách đã được rút ngắn. Nhà vua mới đề nghị cho ủy ban làm việc thêm một thời gian nữa. Sau 5 năm làm việc thêm, ủy ban đã có thể tóm lược lịch sử loài người thành 5 quyển. Nhưng khi ủy ban mang 5 quyển sách vào ra mắt nhà vua, thì cũng chính là lúc nhà vua đang hấp hối trên giường bệnh biết mình không thể đọc được dù một trang nhà vua mới thều thào nói với viên trưởng ban tu sử hãy tóm tắt bộ lịch sử loài người thành một câu mà thôi vị trưởng ban tu sử mới tâu với nhà vua như sau hạ thần xin vân mạng lịch sử loài người từ khai thiên lập địa đến giờ là loài người sinh ra để khổ rồi chết nhà vua gật đầu đôi môi khô héo của nhà vua bỗng nở nụ cười mãn nguyện rồi tắt thở và giữa lúc ấy vị trưởng ban tu sửa cũng nấc lên mấy tiếng rồi trút hơi thở cuối cùng hôm nay là ngày cuối năm nhìn lại một năm qua với không biết bao đói khổ chiến tranh chết chóc cho nhân loại cũng như cho chính bản thân có lẽ cũng có nhiều người đi đến kết luận bi quan như viên trưởng ban tu sửa trong câu chuyện trên đây loài người sinh ra để khổ rồi chết đi qua một đoạn đường trong cuộc lữ hành trần gian giáo hội muốn chúng ta mặc lấy thái độ hân hoan và lạc quan bài ca trên môi miệng của chúng ta trong ngày hôm nay không phải là bài ca bi ai tả oán mà phải là bài ca tề đê um ngợi khen chúa cảm tạ chúa ngợi khen chúa cảm tạ chúa bởi vì vinh quang của ngài là con người được sống ngài là thiên chúa của kẻ sống chứ không phải của người chết không chối bỏ thực tại của khổ đau chết chóc nhưng chúng ta luôn được mời gọi để không nhìn vào đó như tiếng nói cuối cùng như ngõ cụt bởi vì vinh quang của thiên chúa là con người được sống cho nên hướng đi của lịch sử loài người không phải là ngõ cụt của sự chết mà là sự sống bên kia khổ đau chết chóc cuộc sống vẫn còn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống còn tâm tình nào xứng hợp trong ngày cuối năm cho bằng cảm tạ và phó thác cảm tạ và phó thác cho chúa bởi vì ngài vẫn luôn là thiên chúa của tình yêu thiên chúa của sự sống cảm tạ và phó thác cho chúa bởi vì ngài là đường là sự thật và là lẽ sống của chúng ta cảm tạ và phó thác cho chúa vì cuộc sống này vẫn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống con xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen